vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Vần thơ quê hương. Thưa quý vị và các bạn, mảnh đất Bình Định vinh dự là nơi Bác Hồ kính yêu từng dừng chân trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước khi thân sinh của Bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc trong thời gian nhậm chức tri huyện Bình Khê, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ của Bình Định luôn dành cho Bác một tình cảm rất thiêng liêng và cũng nhận được từ Bác những sự quan tâm to lớn. Tháng năm về, cả dân tộc Việt Nam lại cùng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Và nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tỉnh Bình Định đã khánh thành tượng đài cha con Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành đặt tại quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn như là minh chứng cho sự đánh dấu những năm tháng cha con của Bác Hồ gắn bó với Bình Định. Và văn nghệ sĩ của tỉnh nhà cũng dành cho Bác Hồ những tình cảm rất riêng tư và đặc biệt. Viết về Bác, đó là một điều rất khó. Nhưng mà nói như nhà thơ Tố Hữu, yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. Mỗi một bài thơ, mỗi một xúc cảm viết về người đã góp phần để tạo dựng nên một cái nhìn, một cảm nhận xung quanh chân dung của một con người vĩ đại, một nhân cách cao cả, một tấm gương sáng vì nước, vì dân. Cuộc kháng chiến thần kỳ kết thúc sau 30 năm, trăm nỗi buồn vui về gặp nhau ngày đại thắng. Con viết dâng người giữa phút xôn xao thầm lặng của mầm đời sinh sôi. Khi tháng năm về rộn rã, Bác chúng con hát, chúng con cười với đôi môi hằng gọi Bác. Chúng con được sinh ra trong thời oanh liệt, tiếng bập bẹ đầu tiên đã biết gọi tên người. Trong phút giây mơ thấy Bác mỉm cười, mơ thấy Bác gật đầu khen mỗi khi chúng con làm việc tốt. Nên dù nắng cháy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh vẫn dập dìu tiếng hát. Uống nước suối, ăn rau rừng, gùi đàn trên lưng mà đánh giặc. 30 năm dân tộc vẫn đàng hoàng đi suốt chặng đường dài biết mấy gian nan. Lại thấy tuổi thơ mình xa lắm, hạnh phúc lớn là được làm con cháu Bác, gìn giữ non sông nối tiếp những đời mình. 79 mùa xuân, Bác tần tùy như một người gieo hạt. Tháng năm trời xanh và hoa phượng nở cùng khúc hát. Chúng con đi trên con đường người mở ra tràn nắng đẹp, ăn trái ngọt thơm da diết nhớ người. Tổ quốc liền một dải non sông, mơ ước ngàn năm
trở thành sự thật. Cuộc đời đã lung linh hạnh phúc, nhưng chúng con mang nỗi đau không được đón bác về. Những chiều hè sao xuyến cuối làng quê, chúng con nhớ một làng sen nho nhỏ. Cây ổi đầu hè và hàng rào bông bụt đỏ, nơi bác sinh nắng ấm cho phải chi còn bác ơi, cây cổ thụ giữa rừng đời bao dung. Đi trong nỗi nhớ khôn cùng, nghe tiếng bác mỗi mùa xuân lên đường. Muôn vàn tình bác bao gót trẻ dặm đường mai sau. Tháng năm về biển lặng sóng nương nhau, nắng thao thức nên ngày dài thế đó. Con viết dâng người đôi vần thơ nhỏ, tâm sự tháng năm không hết được bằng lời. Đầu thế kỷ 20, trước khi vào dạy học tại trường Dục Thanh, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có 2 năm gắn bó với mảnh đất Bình Định 1909-1910. Chính tại đây, vị lãnh tụ sau này của dân tộc ta đã đi thăm cha là ông Nguyễn Sinh Sắc, và hai cha con đã có những giờ phút cuối cùng bên nhau để rồi ly biệt mãi mãi khi Nguyễn Tất Thành lên tàu sang Pháp. Xuất phát từ những tình cảm đặc biệt dành tặng đến vị cha già kính yêu của dân tộc, và cũng xuất phát từ sự quan tâm to lớn bác dành cho Bình Định lúc sinh thời, cho nên sau thời gian nỗ lực thi công, tượng đài cha con Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành đã được hoàn thiện và được đặt tại khu vực quảng trường trung tâm tỉnh ở thành phố Quy Nhơn, là một sự kiện được bà con nhân dân quan tâm. Hai bức tượng với thần thái chàng trai Nguyễn Tất Thành cùng dáng đứng vươn lên, bên cạnh là người cha Nguyễn Sinh Sắc dung dị ân cần, gửi gắm tình cảm đối với con trai còn trẻ tuổi nhưng mang hoài bão lớn. Ánh mắt của hai cha con đều nhìn về hướng biển Đông, thể hiện ý nghĩa khi hai cha con chia tay tại bãi biển Quy Nhơn, cũng như sau này Nguyễn Tất Thành vượt đại dương tìm đường cứu nước. Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành là tác phẩm nghệ thuật của nhóm tác giả Tạ Quang Bảo và Vũ Đại Bình. Đây là tượng đài thứ hai ở nước ta sử dụng kỹ thuật ép đồng với nguyên liệu là các tấm đồng nguyên chất khổ lớn. Mỗi tượng cao 10,8 m, chưa kể phần bệ tượng cao 4,2 m. Hai tượng nặng tổng cộng 30 tấn. Ngoài ra, tại khu vực đặt tượng ở quảng trường trung tâm tỉnh, bức phù điêu 900 m² bằng đá tái hiện lại những cột mốc quan trọng của cha và con Bác Hồ. Có thể nói với Bình Định, khoảng thời gian Bác Hồ sống học tập tại đây không dài nhưng thật sâu nặng nghĩa tình. Mảnh đất đã động viên Nguyễn Tất Thành tiếp tục nuôi chí lớn, quyết định tiến bước trên hành trình tìm đường cứu nước. Thank you.
có một quả tim khi ngừng đập, cả trái đất đều long lanh nước mắt. Có thể nghìn năm sau suối lệ sẽ dần khô, nhưng càng xanh tươi là công đức bác Hồ. Có một quả tim khi ngừng đập, những ngọn núi từ triệu năm cho mình bền vững nhất, bỗng thấy mình không thể sống lâu hơn. 79 mùa xuân người chiến đấu yêu thương, có một quả tim khi ngừng đập vẫn không ngừng làm kẻ thù khủng khiếp. Cả cuộc đời người áo vải vì nhân, một thiên tài gây dựng vạn tài năng. Có một quả tim khi ngừng đập đã để lại cho cháu con gia tài lớn nhất, một con đường đi, một cách sống trên đời, biết yêu ta vì một quả tim khi ngừng đập như một bản anh hùng ca khi chấm dứt, vụt mở trong ta một thế giới lớn vô cùng, lấp lánh núi sông về một tâm hồn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng năm về, có biết bao nhiêu những câu chuyện lịch sử được khơi gợi lại về Bác Hồ, về công lao to lớn của Bác trên hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc. Và văn nghệ sĩ của Bình Định, họ đã dành một tình cảm rất là riêng tư và đặc biệt để gửi gắm đến Bác qua những trang thơ. Và bài thơ Tâm sự tháng năm của nhà thơ Lệ Thu, hay là bài thơ Có một quả tim khi ngừng đập của nhà thơ Phạm Hổ mà chúng tôi đã giới thiệu, cũng như là bài thơ Đêm cuối cùng mà Bác ở bên cha của nhà thơ Mai Thìn mà chúng tôi sắp giới thiệu đến đây trong chương trình Vần thơ quê hương, chính là một phần nào đó những tình cảm của văn nghệ sĩ Bình Định gửi gắm đến cho Bác Hồ kính yêu. Và với chủ đề là những vần thơ viết về Bác của các văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với cô giáo Võ Thị Tuyết đến từ trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn. Xin chào Kim Chấm, xin chào bạn đời. Xin chào cô giáo. Trước hết thì rất là vui vì chị đã nhận lời tham gia chương trình Vần thơ quê hương ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta nói về những trang thơ viết về Bác Hồ của các văn nghệ sĩ Bình Định, thì xin chị có thể cho biết những cái cảm nhận của riêng cá nhân chị khi mà nhìn thấy tượng đài cha con Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành được đặt tại quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn. Trên thế giới nhiều dân tộc có quốc hoa, có quốc phục,
và có một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng trở thành một biểu tượng. Đó là những di sản. Và ở Việt Nam chúng ta có Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của người là một minh chứng hùng hồn khẳng định người là một biểu tượng bất tử. Và những dân tộc này họ cũng tạc dựng những cái biểu tượng ấy. Tượng đài về Bác có nhiều ở những cái viện bảo tàng, những nhà văn hóa hoặc là ở quảng trường các tỉnh trong cả nước. Nhưng mà tượng đài về cha con, tức là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành, thì có lần đầu tiên và ở Bình Định. Nó có tính logic và tính lịch sử ở đây. Bởi lẽ Bình Định là mảnh đất mà cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc và hai con trai Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Thành đã từng có gần 2 năm gắn bó làm việc và sinh sống tại đây khi nhận nhiệm vụ làm khảo thí cho cái kỳ thi hương. Và sau đó được bổ là tri huyện của phủ Bình Khê, bây giờ là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Và đặc biệt hơn, mảnh đất này là nơi ghi dấu cuộc chia tay lịch sử giữa Bác Hồ, lúc bấy giờ là chàng trai Nguyễn Tất Thành, với cha mình trước khi đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Bức tượng đài đã gợi lại một cái khoảng không gian lịch sử và một chặng đường trong sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi không muốn nói nhiều về đường nét hay là ý đồ nghệ thuật, mà tôi muốn chia sẻ ở đây là cái cảm xúc của mình khi ngắm tượng đài. Tôi thấy ở đây một cái tình phụ tử thiêng liêng, thấy ý chí, thấy lý tưởng, tôi thấy cái sự nối tiếp của ngày hôm qua và ngày hôm nay, thấy được cái nền tảng giáo dục gia đình, thấy được sự tiếp lửa của tình thân và thế hệ đi trước đối với thế hệ đi sau, và thấy cả ở đó cái niềm tin và khát vọng. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đưa học sinh của mình đến ngồi dưới chân tượng đài và kể cho các em nghe cái câu chuyện lịch sử này và chia sẻ những cảm xúc của chúng tôi với nhau. Vâng, còn riêng cá nhân tôi nghĩ thì đây là một công trình nó mang rất là nhiều những ý nghĩa cả về giá trị nghệ thuật thẩm mỹ lẫn cái ý nghĩa lịch sử của nó đấy ạ. Trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì lúc ở đầu chương trình thì chúng tôi có giới thiệu đến hai bài thơ Tâm sự tháng 5 của nhà thơ Lệ Thu và bài thơ Có một quả tim khi ngừng đập của nhà thơ Phạm Hổ. Vậy thì cô giáo Võ Thị Tuyết có thể cho biết là thông qua hai bài thơ này thì theo chị tình cảm của văn nghệ sĩ Bình Định muốn gửi gắm đến Bác Hồ nó được thể hiện như thế nào? Những biểu tượng luôn là những huyền thoại. Hồ Chí Minh là một huyền thoại, và huyền thoại ấy đã dệt nên thi ca nhạc họa và là một nguồn cảm hứng bất tận. Có một cái điểm chung là tất cả các văn nghệ sĩ và người sáng tác khi sáng tác về Bác đều có một cái cảm xúc rất là thành kính, tri ân và rất là xúc động. Bài thơ Tâm sự tháng 5 của nữ sĩ Lệ Thu, một người con của Bình Định, một nhà thơ trẻ của thơ ca kháng chiến chống Mỹ chẳng hạn, ở trong bài thơ này chúng ta bắt gặp đan xen những cái hồi ức về một cái thời kỳ rất là hào hùng, về vị cha già dân tộc, về một thời đại Hồ Chí Minh cho ở một cái chặng đường rất là ác liệt giành độc lập tự do. Chúng ta thấy ở trong cái bài thơ này cái tình cảm của nhà thơ là một cái trải nghiệm của những năm tháng ấy. Lệ Thu có biết là chúng con được sinh ra trong thời oanh liệt, tiếng bập bẹ đầu tiên đã biết gọi tên người. Mỗi câu thơ, mỗi lời thơ là cái niềm tự hào vô ngần của nữ sĩ khi được là con cháu của Bác, và còn là cái niềm tiếc nuối ngậm ngùi khi tổ quốc bây giờ liền một dải non sông, nhưng chúng con mang nỗi đau không được đón Bác về. Tháng 5 có ngày 19 như là một cái niềm khơi gợi mãnh liệt những cái rung cảm rất là chân thành và xúc động sâu sắc nhất của nữ sĩ dành cho Bác. Tâm đắc vô cùng cái câu kết của bài thơ Tâm sự tháng 5 không hết được bằng lời. Vâng, có những lúc ngôn từ trở nên bất lực là như vậy. Hay là ở bài thơ Có một quả tim khi ngừng đập, nhà thơ Phạm Hổ đã xây dựng một cái tứ rất là đặc sắc và độc đáo khi mà ông đặt cái mối quan hệ giữa sự bất tử và sự hạn định, giữa cái hữu hạn và cái vô hạn, kết hợp với cái điểm khúc là Có một quả tim khi ngừng đập, nhà thơ đã khẳng định những cái giá trị vĩnh hằng mà cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh đã để lại cho con người, cho dân tộc và cho nhân loại. Có một quả tim khi ngừng đập, cả trái đất đều long lanh nước mắt. Có thể nghìn năm sau suối Lệ sẽ dần khô, nhưng càng xanh tươi là công đức Bác Hồ. Bài thơ chỉ có 5 khổ thơ rất là ngắn, nhưng mà có hàng loạt những hình ảnh đối lập tương phản, nhưng sau đó chúng thống nhất kết tinh lại và xây dựng thành một cái chân dung, như một cái chân lý, như một huyền thoại. Có một quả tim khi ngừng đập, như một bản anh hùng ca khi chấm dứt, vụt mở ra trong ta một thế giới lớn vô cùng, lấp lánh núi sông trí tuệ anh hùng. Quả tim của người, quả tim của một bậc vĩ nhân đã ngừng đập,
nhưng những giá trị mà người đem đến cho dân tộc, cho đất nước thì tồn tại mãi mãi. Bằng một cái niềm thành kính vô bờ, nhà thơ Phạm Hổ đã khẳng định một điều: Hồ Chí Minh và sự nghiệp của người sống mãi với thời gian và sống mãi với lòng người. Thưa cô giáo Võ Thị Tuyết, là một giáo viên dạy văn thì tôi đoán chắc rằng là khi giảng dạy những vần thơ về Bác Hồ thì chắc chắn là chị cũng sẽ chia sẻ với các em về những năm tháng gắn bó của Bác Hồ đối với mảnh đất Bình Định, đó là trong khoảng thời gian 2 năm, năm 1909 và năm 1910. Vậy thì theo chị, 2 năm đó nó có ý nghĩa như thế nào trong cái cột mốc cũng như là trên cái hành trình trước khi bắt đầu tìm đường cứu nước của Bác Hồ? Vâng, khi dạy cho học trò về Bác Hồ thì có nhiều điều để kể lắm và có nhiều cái điều để truyền cảm hứng cho các em. Nhưng mà không thể không tự hào kể với các em về gần 2 năm mà Bác Hồ đã sinh sống, học tập và làm việc tại Bình Định, và chia sẻ những cái khoảnh khắc, cái câu chuyện khi mà người có những phút giây cuối cùng bên người cha kính yêu của mình. Không dám bàn sâu nhưng mà xin mạn phép nói vài điều thế này. Có thể nói Bình Định là một mảnh đất có một ý nghĩa sâu sắc đối với Bác Hồ trong cái chặng đường trước khi đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Bởi lẽ, thứ nhất, mảnh đất này lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của Bác Hồ bên cạnh người cha kính yêu của mình, với lời dặn dò khắc cốt ghi tâm đã truyền thêm cái sức mạnh và ý chí cho bác cho cái chặng đường đi tìm đường cứu nước. Đó là câu nói Nguyễn Sinh Sắc đã dặn dò con trai mình: nước mất hãy đi tìm nước, đừng tìm cha. Điều thứ hai, đây cũng là cái khoảng thời gian mà Bác Hồ chuẩn bị thêm những cái điều kiện để đi ra nước ngoài. Đó là bác học thêm tiếng Pháp ở thầy giáo Phạm Ngọc Thọ. Và một cái điều cuối cùng, điều thứ ba, có vẻ hơi tâm linh một tí xíu, nhưng mà tôi nghĩ thế này, ở cái mảnh đất hào sản Bình Định, đất Võ Trời Văn, đất Quy Nhơn hội tụ cái nghĩa tình ơn nghĩa, và cái mảnh đất Tây Sơn hào kiệt, mảnh đất sinh vua, nó đã truyền lại cho người ít nhiều những tinh hoa. Và đây cũng là một cái điều mà hết sức tự hào của người Bình Định chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, tình cảm gia đình là cơ sở tốt đẹp bền vững của lòng yêu nước. Là một người suốt đời vì nước, vì dân, Bác Hồ rất là coi trọng tình cảm gia đình. Và bức tượng đài cha con Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành đặt tại quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn chính là minh chứng cho tình cảm gia đình như vậy. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô giáo Võ Thị Tuyết đã tham gia chương trình Vần Thơ Quê Hương ngày hôm nay để chia sẻ với khán giả về những trang thơ viết về Bác Hồ của các văn nghệ sĩ Bình Định, cũng như là khoảng thời gian gần 2 năm mà bác gắn bó và sinh sống cũng như là ở lại tại mảnh đất Bình Định. Trước khi khép lại chương trình, như là một món quà đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với những tình cảm tốt đẹp và xúc động của nhà thơ Mai Thìn qua bài thơ Đêm Cuối Cùng Bác Ở Bên Cha. Bài thơ này được tác giả viết nhân xem vở kịch Cha Con Và Tổ Quốc được công diễn tại Bình Định nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vào năm 2015. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đêm cuối cùng bác ở bên cha, sao xác nhớ câu hò mai đầy, giọng ru Bình Định âu. Ngấn nước sông Côn qua bao mưa lũ vẫn còn in trong ký ức bác Hồ. Bình Định yêu thương Bình Khê đồng phong, cả hầm hồ nước mặn thầy giáo Thọ vun bồi tri thức, nghĩa nhân nuôi chi lớn tâm bền,
đêm cuối cùng bác ở bên cháu, nghe trống điểm câu nam câu khách, giọng bình định trầm buồn lẫm liệt, trăn trở nỗi niềm cụ phó bàng quan thượng thư. Đêm cuối cùng bác ở bên cha, trái tim lớn vọng cho đời chi lớn, độc lập tự do thôi thúc